Người Thái lo ngại về cuộc chiến ngầm giữa huấn luyện viên Polkin và ngôi sao số 1. Cựu danh thủ Pia Pong Pion e ngại giữa huấn luyện viên Polkin và hai ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản sẽ xảy ra mâu thuẫn. Sau chiến thắng chật vật trước đội bóng yếu Nhật Bản là Dong Timor, nhiều người hâm mộ tin rằng Thái Lan sẽ trở lại với sức mạnh thực sự của mình khi có sự phục vụ của hai ngôi sao Chanathip Songkarasin và Thirathong Bulmathan. Chanathip có mặt tại Singapore và sẵn sàng ra sân tại AFF Cup 2020 ảnh, trang sắc. Tuy nhiên, theo ông kia pong phân tích việc có hai cầu thủ đang chơi bóng tại di chưa hẳn là tin mừng đối với voi chiến tất nhiên sự góp mặt của hai ngôi sao đẳng cấp này sẽ giúp thái lan được gia tăng sức mạnh nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ được thay đổi Cỡ trận ra quân tuyển thái lan gặp nhiều khó khăn khi đông Timor chơi chặt chẽ và đeo bám quyết liệt ngoài ra đây cũng là trận đấu đầu tiên nên các cầu thủ vẫn chưa bắt nhịp được cựu danh thủ thái lan nói cũng theo ông kia Cả Chanathip và Thirathon cần phải tuyệt đối tôn trọng huấn luyện viên kinh và làm theo sự chỉ dẫn của vị chiến lược gia này. Mặc dù sẽ có sự phục vụ của Chanathip và Thirathon nhưng họ cũng cần có thời gian để thích ứng. Cũng đã khá lâu họ chưa chơi bóng cùng nhau nên sẽ có đôi chút lệch nhịp. Theo tôi, cả hai cầu thủ này cần phải tuyệt đối tôn trọng huấn luyện viên Volkin và nghe theo những quyết định của ông ấy. Những gì ông kinh làm đều hướng đến mục đích chung của toàn đội, ông Piapong nói thêm. Hiện tại, Chanathip và Tirathong đang chơi bóng cho Consadon Sapporo và Yokohama. Đây là hai câu lạc bộ được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên danh tiếng là Petrovic và Kevin Muskett. Bởi vậy, ông Piapong Pion đã lo lắng họ sẽ không phục tùng yêu cầu của tân huấn luyện viên Manopolkin. Trước đó, tại vòng loại World Cup 2022, hậu vệ Tirathong Bumathan đã từ chối nghĩa vụ đối với đội tuyển quốc gia. Theo lịch, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, Vo Chiến sẽ có trận đấu với Myanmar tại lượt trận thứ ba bảng AFF Cup 2020.